Ngựa này. Ngựa này hiền lắm nhá. Đấy, người đẹp cưỡi ngựa. Mà ăn mặc xinh thế nhỉ? Ôi, Sài Gòn à? Sài Gòn City. Qua Black Cam, bắt bắt Black Cam. Black Cam, Black Cam các bạn ơi. Trời ơi. Có. Linh Hoàng Vlog. Đổi kiểu đủ thứ đi, tiên chia sẻ cho coi đổi kiểu. Không sao đâu, không sao đâu. Bạn ơi Linh. Oh. Wow. Ở đây có cây cầu luôn. Đấy, cầu bắc qua Hồ Nhân Tạo, có chiếc thuyền luôn. Wow, đây có cầu luôn các bạn ơi. Học ơi, học ơi. Wow. Qua cầu. Khách du lịch đang qua cầu. Cầu này chứa được nhiều người hay trọng tải cũng nhiều tấn phết đấy. xin chào, chúc đại gia đình đi chơi lễ vui vẻ. Đi bên này. Rồi đồng đội mình đến từ Sài Gòn. Hôm qua lên này hay là sáng nay mới lên? Hả? À? Không, mình ở Đắk Nông thôi. Ở trong đây có một con cừu nó sàm sỡ. Con cừu rất dễ thương. Lạc vào trong bầy cừu rồi, qua bên kia cưỡi ngựa kìa anh em. Qua bên kia cưỡi ngựa kìa. Vô tình lại đi vào để giao lưu với anh em đến từ Sài Gòn các bạn nhé. Nói chuyện rất là dễ thương luôn. Nó lạc vào trong bầy cừu luôn. Quá đẹp luôn.
ăn mặc xinh thế nhỉ. Ôi Sài Gòn à, Sài Gòn City. Wow, Black Cam bắt bắt Black Cam. Lại cam, lại cam các bạn ơi. Trời ơi. Có có. À, Linh Hoàng Vlog. Đổ kiểu đủ thứ đi, tiên chia sẻ vậy cho coi đổ kiểu. Ở đây các cô gái xinh xinh đang chụp hình selfie các bạn nha. Đây là toàn cảnh phía trên của Thảo Nguyên Xanh như mình đã giới thiệu ở huyện Tuy Đức các bạn nha. Trai xinh gái đẹp rất nhiều ha. Hoa đẹp người đẹp luôn. Không có gì tuyệt vời hơn các bạn nha. Hai ba trượt. Hai ba trượt. Chạy tới luôn. Xuống. Wow. Có sao đâu nhỉ? Đâu có té đâu trời. Trời này hay đấy. Cú này hay đây. Giờ mình sẽ tiếp tục về phía này các bạn nhé. Ở đây có bậc thang lên luôn. Đẹp lung linh, đẹp lung linh. Ôi trời. Có cái cầu này lý tưởng này các bạn ơi. Wow. Đứng ở đây các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh phía dưới nha. Đây các bạn, xem này. Lên đây này. Đây mới phải là view lý tưởng đây. Wow, đây lấy cảnh dưới kia đúng tuyệt vời đấy. Trời đang mát đây. Trong xanh và hiền lành. Đấy, đi bên kia là bãi đỗ xe. Xe con và xe máy rất nhiều. Vâng, vậy là video Hoàng Linh xin khép lại tại đây nha. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Hoàng Linh xin chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và nhiều thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, Hoàng Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.